Hi, xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi với các bé cú đi lang thang trong nhà nhé. Hai bé này mình vừa mới cắt cánh rồi. Hôm nay nó sẽ đi lang thang như gà con vậy đó. Kia là bé hù lào, còn bé là cú cá nha các bạn. Đấy. Rất là đẹp nha các bạn. Đây, mình đã cắt cánh rồi. Thì chúng ta ra hồ để đi chơi trong nhà. Là thích chơi cú thì có thể đi hàng cái xó nha. Cái này ăn thịt chim cút rất là đơn giản dễ nuôi. À, cái gì trời. Đấy. Bé nó rất là đẹp nha các bạn. Con. Gà lửa. Mình sẽ đặt tên cho nó là gà lửa nhé. Cái nó rất là ngầu. Đấy, chỗ mất tiêu. Con này là bông gòn nè. Mặt dưới cái bông gòn. Rất là dễ thương nha các bạn. Hồi sáng cắt lông có mình nên nó hơi xấu. Từ từ nó sẽ ra lông lại thôi. Ăn uống khỏe. Gà lửa con. Ở đây gà lửa. Đấy. Rất là đẹp và ngầu nha các bạn. Này. Ok. Bạn nào thích chơi cú thì cứ liên hệ với shop nha. Này có kinh nghiệm chơi việc nuôi mấy bé. Từ cú nhỏ đến cú to. Không nữa rồi. Các bạn nhớ đăng ký subscribe cho kênh YouTube của Best Show. Các bạn có nhiều tiếp hay về các bé thú cưng. Này dàn cánh rất là ngầu. Ok, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.